Thưa quý vị, bão số 10 mặc dù suy yếu khi đổ bộ vào đất liền nhưng đã gây mưa lớn ở Quảng Ngãi, cùng với việc xả lũ hồ chứa cũng gây ngập lụt nặng trên địa bàn một số địa phương. Nhiều tuyến đường ngập sâu trong biển nước khiến cho người dân không thể di chuyển, giao thông ách tắc. Nhiều nhà dân chưa kịp khắc phục hết thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra đã lại phải chật vật ứng phó với bão số 10. Nước mưa tràn vào nhà ngay trong đêm khiến cho nhiều người dân trở tay không kịp. Nhà của hộ gia đình ông Trường Cảm ở thôn An Trường, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ đã bị ngập nặng. Chỉ trong đêm, nước lụt tăng cao, làm gia đình ông không kịp đối phó. Còn cái lũ này nó lên nhanh đầu ghe, rồi xóm là nó lên. Đó. Mình không kịp rửa tay, nói chung là không kịp. Rất là mạnh. Bắt đầu 3 giờ sáng ngày 6 tháng 11, hàng nghìn hộ dân ở thị xã Đức Phổ bị nước ngập vào nhà. Nước lũ chia cắt, tài sản nhà dân bị ngập không kịp di rời. Hoa màu người dân chìm trong biển nước. Hàng trăm hộ dân phải di tản đến vùng cao an toàn. Được báo trước nước lũ sẽ tràn về khi hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Trà Câu xả lũ điều tiết nên gây ngập lụt. Tình trạng ngập sâu trong nước lũ do nước sông Trà Câu dâng cao đang khiến cuộc sống hàng trăm hộ dân của thị xã Đức Phổ bị đảo lộn. Hỗ trợ cho người dân tiến hành kê dọn đồ đạc và trước mắt là hỗ trợ để di dời một số người già trẻ nhỏ lên cái vùng an toàn. Đồng thời với đó là tổ chức các cái chốt chặn ở các cái điểm giao thông, các cái điểm mà nước tràn cầu tràn đường để đảm bảo cái sự an toàn đi lại cho người dân. Lực lượng công an thị xã Đức Phổ đã bố trí gần 100 cán bộ chiến sĩ xuống các phường hỗ trợ giúp dân đưa đến nơi an toàn. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Đức Phổ ngập nặng gây ách tắc giao thông. Cho đến sáng nay, nhiều đoạn trên quốc lộ 1 bị ngập khiến các phương tiện qua lại khó khăn. Công an thị xã Đức Phổ, trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ đã bố trí các điểm ngập lụt cứu dân, phân luồng giao thông các phương tiện qua lại an toàn. Còn tại Bình Định, do ảnh hưởng trực tiếp hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 10 kết hợp với không khí lạnh nên một số địa phương có mưa rất to trong hai ngày vừa qua, gây thiệt hại nặng cho các xã miền núi ở huyện Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão. Theo báo cáo nhanh của các địa phương trên, đến thời điểm hiện tại, tổng thiệt hại ước tính là hàng chục tỷ đồng. Trong thời gian ngắn, lượng mưa rất lớn cộng với nước từ đầu nguồn đổ dồn xuống vùng hạ du khiến cho mực nước các con sông dâng cao và xuất hiện lũ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động lực lượng phương tiện di rời các hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn. Tuy vậy, mưa lớn nước lũ lên nhanh đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Trong ngày 7 tháng 11, thời tiết một số nơi bắt đầu nắng ráo. Các địa phương triển khai cơ giới, lực lượng dân quân, bộ đội và người dân ở địa phương tiếp tục tiến hành thu dọn khối lượng đất đá, cây cối tại các điểm, đoạn đường không bị sạt lở, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết. Trường hợp có mưa lớn thì tiếp tục vận động yêu cầu người dân sống ở vùng thấp trũng, khẩn cấp di rời đến nơi an toàn để tránh trú. Thống kê từ ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, mưa lớn kết hợp với chiều cường đã khiến cho 1.400 ha lúa vụ hè thu trong vùng ngọt hóa của Cà Mau bị thiệt hại hoàn toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống kê thiệt hại và căn cứ vào các quy định liên quan khẩn trương thực hiện trình tự thủ tục, hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai đúng quy định. Nguyên nhân là do lúa đến thời kỳ thu hoạch nhưng bị ngập úng kéo dài, hạt lúa nảy mầm. Hiện tại mực nước trong ruộng còn rất sâu, máy gặt đập liên hợp không hoạt động được, trong khi giá công cắt tay khoảng 700 đến 900 ngàn đồng một công, cộng với tiền suất lúa 25 ngàn đồng một bao. Sau khi trừ chi phí, bà con nông dân không có lãi nên nhiều người bỏ lúa. Trong vụ hè thu năm nay, nhiều hộ đã mất trắng hàng trăm triệu đồng do ngập úng. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái, nhiều diện tích nuôi cá nước ngọt cũng bị thiệt hại hoàn toàn. Vâng, đã liên tiếp 5 cơn lũ đi qua, nước ngập sâu, người dân miền Trung đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Không chỉ thiệt hại về người, nhà cửa mà tư liệu sản xuất của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là với những vùng sản xuất nông nghiệp như là lúa hay là hoa màu ở các tỉnh miền Trung đang gặp vô vàn khó khăn, khó có thể khôi phục lại sản xuất một sớm một chiều khi mà họ đang đều đã trắng tay sau lũ. Thời điểm này năm trước, vợ chồng ông Hoàng ở xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang chuẩn bị thu hoạch những ruộng củ cải để xuất đi các tỉnh lân cận. Năm nay, cũng trên diện tích này, gia đình ông lại phải nhổ bỏ để bán, vớt vát chút vốn. Bởi chỉ thời gian ngắn, cây trồng này sẽ bị thối củ vì đã ngâm nước lũ. Củ cải mà thời điểm đắt nhất là, ở đấy thường thời điểm đắt nhất là củ cải mà 3 củ một ký, là cải 12-13 nghìn một ký. Thì có thể là sao đến gần chục triệu.
Mà nếu như thời điểm này thì khoảng gần một sao máy được còn 200 đến 200 bạc nữa. Nó vì chỉ có lạ với nó về thì họ bỏ dán thôi, chúng này mà để ra cũng quá tiền được. Nó đi thì cùng mấy người họ thích mình dừa thì họ mua. Còn mà họ mà không nữ thì họ cùng mua chút là khoảng tầm 3.000. Mình vớt vát lại để đợi được đồng nào hay đồng đó. Trên cánh đồng màu của hợp tác xã Thuận Hòa, nhiều xã viên cũng đang xuống giống ngay sau khi lũ rút. Vì vụ rau màu trước đã mất trắng, nay họ tiếp tục trồng mới, bất chấp những rủi ro của thời tiết mang lại. Người dân thì vẫn lo lắng, chứ mà cũng phải làm. Làm ngoài này thì cũng đã lâm nóng thì nói chung là thời tiết thì không biết như thế nào, nên là bà con cũng cứ làm được. Thế nếu mà thất bại thì cũng phải chấp nhận, mà nếu mà được thì được bán được với cái giá cũng được. Theo kế hoạch, vụ đông năm 2020, địa phương này gieo trồng gần 11.000 ha diện tích, gồm giống ngô, khoai lang và các loại rau màu. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài, đặc biệt hai trận lũ liên tiếp trong tháng 10 năm 2020, đã khiến việc triển khai vụ đông bị ảnh hưởng nặng nề, nguy cơ không kịp cho sản xuất đáp ứng thị trường Tết. Nguyện vọng của người dân cũng như các hợp tác xã thì muốn được hỗ trợ một số phân bón và giống để cho bà con này tải lại làm lại lần nữa. Huyện cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ giống cây, giống con, rồi phân bón, thức ăn chăn nuôi để bà con khôi phục sản xuất. Cái nội dung này thì đặc biệt ưu tiên đối với các cái vùng sản xuất tập trung và các cái hồ sản xuất mà bị ảnh hưởng thiệt hại lớn. Trắng tay, bất lực là tình cảnh phần lớn những người nông dân này đang phải gánh chịu. Họ không còn khả năng gượng dậy để khôi phục sản xuất nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ nhà nước.